Nếu ở các tháng trước, doanh số phân khúc CUV hạng C ghi nhận mức tăng giảm trái chiều giữa các mẫu xe thành viên, thì bước sang tháng 11, kết quả bán hàng đều ghi nhận sức tăng trưởng đồng loạt. Trong đó, điểm sáng rực rỡ nhất thuộc về for Territory, tại Việt Nam khi chễm chạy ngồi lên ngai vàng ngay tháng đầu ra quân, khiến Mazda CX-5 đành lùi về phía sau. Còn Honda CRV vẫn chỉ là cái tên vang bóng một thời khi mức tăng trưởng quá ít ỏi, không đủ sức thay đổi cục diện của chính mình. Theo đó, ngay tháng đầu công bố doanh số, đã có tới 1036 chiếc Ford Territory được bàn giao tới tay khách hàng, một con số vô cùng ấn tượng, tạo cách biệt với nhiều cái tên gạo cội trong nhóm. Kết quả này cũng đã nhanh chóng giúp tân binh của Ford dẫn đầu toàn phân khúc và góp mặt trên chặng đua top 10 xe bán chạy của tháng. Lợi thế về giá bán cùng thiết kế bắt mắt, trang bị tiện nghi hiện đại là những yếu tố chính tạo nên sức hút lớn cho Ford Territory tại Việt Nam. Đây cũng là một trong những công thần mang lại mức tăng trưởng kỷ lục của Ford Việt Nam trong tháng 11 vừa qua sự bùng nổ của For Territory đã khiến Mazda CX-5 bật khỏi vị trí ngay vàng, dù kết quả bán hàng vẫn rất ấn tượng. Cụ thể, đã có tất cả 1.012 chiếc CX-5 được làm thủ tục lăn bánh trong tháng 11, tăng 9 xe so với tháng liền trước. Dù nằm ở vị trí A quân, nhưng doanh số bán xe Mazda CX-5 vẫn tạo cách biệt lớn với đối thủ đứng liền sau, và dẫn đầu toàn nhóm nếu cộng dồn từ đầu năm đến nay. Vị trí tiếp theo thuộc về Hyundai Tucson với 828 xe bán ra tăng 17 chiếc theo tháng. Cộng dồn 11 tháng của năm 2022, đã có tất cả 7.714 chiếc Hyundai Tucson được xuất xưởng tại Việt Nam. Kia Sorter với mức tăng trưởng tốt nhất nhóm, tăng 181 xe so, với sức tiêu thụ 468 xe hồi tháng 10 đã nhanh chóng vượt mặt Honda CRV để vươn lên vị trí thứ 4 bảng xếp hạng doanh số nhóm. Sức tăng trưởng của Sorter một phần được cho là nhờ chính sách kích cầu từ đại lý với ưu đãi giảm giá 20 triệu tiền mặt. Dù đại lý Honda đã cố gắng hết sức khi tung ưu đãi cực khủng lên gần 200 triệu cho khách mua xe nhưng doanh số CRV cũng chỉ có thể nhích nhẹ 35 chiếc so với tháng 10 trước đó. Với mức tăng trưởng rất nhẹ, giấc mộng ngai vương của Honda CRV ngày càng xa dần, thậm chí còn tụt về vị trí gần bét bảng. Tuy vậy, cộng dồn kết quả trong 11 tháng của năm, doanh số xe Honda CRV vẫn đang cao thứ hai toàn nhóm, với 8.550 hợp đồng mua bán được ký kết thành công, chỉ đứng sau Mazda CX-5 vị trí chốt bảng vẫn là cái tên quen thuộc Mitsubishi Outlander với lượng xe rời đại lý trong tháng 11 đạt 322 chiếc, tăng nhẹ 4 xe theo tháng. Cộng dồn 11 tháng của năm 2022, đã có tất cả 4.316 chiếc Outlander được bán ra trên toàn thị trường ô tô Việt. Dự đoán, doanh số phân khúc CUV hạng C tại Việt Nam, tháng cuối năm sẽ còn tăng trưởng ấn tượng hơn nữa khi các hãng và đại lý đồng loạt tung ra nhiều ưu đãi lớn nhằm đón sóng mua sắm thị trường. Vị trí các mẫu xe trên bảng xếp hạng nhóm cũng khó đoán định khi mỗi cái tên đều mang cho mình những lợi thế riêng và đều có tố chất làm vương